những giọt thánh linh thế kỷ 21, những giọt cam lồ trong giáo lý của Minh Sư Ruma, chứa chan ánh sáng tình thương của vũ trụ và ẩn tàng lực lượng giải thoát. Tập 21. Bên trong mỗi chúng ta đều có tình thương cao quý, đều có viên ngọc như ý và có sự chăm sóc của Thượng Đế, của Phật, Bồ Tát mười phương. Linh hồn chúng ta vốn không bao giờ bị trói buộc hay ham mê vật chất. Linh hồn chúng ta vô cùng trong sáng và có đầy đủ tình thương của Phật, Bồ Tát. Diệu âm là âm thanh du dương trầm bổng của linh hồn, là tình thương, là lực lượng xua đi những bất ổn của loài người. Diệu âm là chấn động lực tẩy rửa những nghiệp lực ở nhân gian, làm cho con người vô cùng khoan khoái, nhẹ nhàng và yên ổn. Quý vị đã sống trong thế giới ô trược đầy đau khổ, nên cố gắng giữ gìn sự tu hành cho mình. Hãy buông lỏng, nhẹ nhàng như không khí, như cánh hoa rơi. Đừng để lòng mình nặng trĩu như gốc cây cổ thụ. Kinh sách chỉ là phương tiện để thuật lại chi tiết hành trình đi vào tâm linh của một vị thầy khai ngộ, không phải là chân lý. Tu giải thoát, phải sống cảnh đời giải thoát, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đừng tu giải thoát mà sống trong sự ràng buộc, ích kỷ, nhỏ mọn. Giải thoát từ bên trong mình, giải thoát khỏi sự ràng bó, sân si, hận thù mới đúng là sự giải thoát thật sự. Quý vị làm việc cho chúng sanh chính là làm cho bản thân mình. Bất cứ đi đến chỗ nào cũng phải đặt mình vào sự cao quý. Như vậy, quý vị sẽ đem đến cho mọi người sự nhẹ nhàng, bình an và tốt đẹp. Minh Sư là một người đã thông suốt, hiểu Thượng Đế và tin Thượng Đế, là tình thương cao quý, là phẩm chất vĩ đại của Thượng Đế, là linh hồn vĩnh viễn trường tồn. Thiền càng nhiều, tâm mình càng thanh tịnh, càng nhận thức được lực lượng và ân điển Thượng Đế đã ban cho. Thế giới là sân khấu lớn nhất cho chúng ta trình diễn những vai tuồng xuất sắc, là trường học tốt nhất cho chúng sanh học hỏi. Nếu cố gắng học, quý vị sẽ được thăng tiến rất nhanh. Nếu không tìm được chánh pháp, không có minh sư giúp khai mở trí huệ, quý vị sẽ mãi luân hồi, sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Quý vị vừa theo dõi tập 21 của chuyên mục Những giọt thánh linh thế kỷ 21. Đây là những lời pháp cam lộ của Minh Sư Ruma, được trích từ quyển sách Những giọt thánh linh thế kỷ 21. Mọi thông tin chi tiết về những bộ đĩa, sách, ấn phẩm diệu âm đã phát hành, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: oceanoflove@yahoo.com. Nhấn like và subscribe kênh Master Ruma Officer để nhận thông báo về video mới nhất. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đón xem những phần tiếp theo.